Xin chào các bạn mạn review đã quay trở lại rồi đây. Bộ phim Big Mouth mới ra mắt có sự góp mặt của ngôi sao Lee Jong Suk và nữ ca sĩ Yeon Ah. Bộ phim kể về một luật sư hạng bét không có năng lực, nhưng lại nhận một vụ án giết người. Từ đó anh bắt đầu nhận ra những sự thật bị che giấu từ bấy lâu nay, và buộc phải trở nên độc ác để bảo vệ bản thân, gia đình và trừng phạt tội ác của phe đối địch. Nào mình cùng bắt đầu nhé! Trong một đêm mưa gió tầm tã, một chiếc xe tải đang chạy đến công trường bỏ hoang. Một người đàn ông lái chiếc xe chở toàn là vàng từ từ đổ tất cả xuống cái hố đã được đào sẵn. Sau đó gạt cần điều khiển đổ toàn bộ bê tông lên đống vàng. Lúc này truyền thông cũng đang đưa tin về một kẻ lừa đảo thiên tài có biệt danh là Big Mouth. Anh ta vừa lấy đi số tiền 100 tỷ won của một tập đoàn lớn. Người đứng đầu mạng lưới phân phối ma túy của cả châu Á, kẻ sai khiến các băng đảng xã hội đen làm việc. Một vòng xoáy tội phạm khổng lồ đều do Big Mouth gây ra, nhưng không ai biết danh tính thật của anh ta là ai. Quay lại với nam chính của chúng ta, Park Chang Ho, một luật sư quèn có tỷ lệ thắng hiện chỉ 1%, nhận vụ nào là thân chủ thua vụ đấy, nhưng lại có một người vợ xinh đẹp tên Mi Ho. Cô luôn luôn ủng hộ chồng mình trong công việc lẫn tiền bạc. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của hai người. Chang Ho nói với vợ mình, anh sắp thành người nổi tiếng rồi, nên em đừng lo gì tiền bạc nữa, chồng nhà người ta đây rồi. Đúng lúc đó thì có một công tố viên gọi đến. Chang Ho nói mình là luật sư bào chữa cho vụ giết người ở bệnh viện Ngục Hiên. Đây là một vụ án lớn liên quan mật thiết đến giới thượng lưu. Hai người đã hẹn gặp nhau để nói chuyện. Nghe được chồng mình đang xử lý một vụ lớn như vậy, cô nàng rất vui mừng nói tối về em sẽ thưởng cho. Chang Ho không quên gửi lời yêu thương đến vợ. Nhưng Mi Ho đâu ngờ được là lần đi này của anh sẽ gặp một biến cố cực kỳ lớn. Ra bên ngoài, cô phục vụ đã đưa cho Chang Ho một ly đồ uống. Sau khi uống ly nước đó, đầu óc liền cảm thấy quay cuồng. Anh lái xe như điên trên đường, thế là đã xảy ra tai nạn. Câu chuyện quay về vài ngày trước, lúc này hai vợ chồng đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng chuông báo thức của Chang Ho gọi dậy. Cô liền cho một đạp khiến anh té xuống giường. Vào nhà tắm, Chang Ho đang dùng lén mỹ phẩm của vợ mình. Thấy vậy, Mi Ho lập tức nắm đầu anh và chửi cho một trận. Hôm nay Chang Ho có một vụ án quan trọng về lừa tiền, nhưng trong số người bị lừa cũng có anh trong đó. Mi Ho cảnh báo nếu thua vụ xét xử này thì anh cũng đừng nghĩ đến việc về nhà nữa. Đúng là cưới vợ chi cho khổ vậy nè. Chang Ho cùng bố vợ đến tòa án, anh rất tự tin là sẽ thắng kiện vụ này. Nhưng không ngờ đối phương đã dùng tiền mua chuộc thẩm phán, kết quả thì cũng đoán được rồi. Đã thua kiện rồi, mà ra bên ngoài còn bị đập túi bụi vì người dân cứ nghĩ sẽ thắng kiện, thế này thì khỏi về nhà thiệt rồi. Đang giàu thì con sư tử đã gọi đến lại càng giàu. Biết được chồng mình đã thua hiện, Mi Ho nổi điên lên nói tối nay có về thì đem theo tờ giấy ly hôn luôn. Thôi xong hôm nay bay cái nóc nhà rồi. Tối đó Mi Ho đang ngồi uống rượu chờ chồng mình về nhưng chả thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Cùng lúc đó bố cô đang lén lút cầm túi sách ra ngoài. Mi Ho tiện hỏi nếu ly hôn thì bố chọn con hay chọn anh ấy. Câu hỏi thật khó xử mà, nhưng tất nhiên là chọn con rể rồi ha ha. Nói xong liền chạy đi. Thì ra là lén lút lấy đồ cho con rể. Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Không dám về nhà nên Chang Ho quyết định đi bụi luôn. Đúng lúc đó thì có người gọi đến. Đầu dây bên kia là thị trưởng của thành phố. Ông ấy muốn thuê cậu trong một vụ án hình sự. Hai người đã hẹn nhau nói chuyện riêng. Có một vụ án giết người vừa xảy ra, thi thể được phát hiện trong xe của ba tên. Họ đã nhờ thị trưởng tìm một luật sư. Chang Ho hỏi tại sao người được chọn lại là mình. Lý do rất đơn giản là bọn họ đã sắp xếp mọi thứ hết rồi, mua chuộc luôn cả thẩm phán. Họ chỉ cần một người ngoan ngoãn đứng ra xử lý vụ này thôi. Tuy bất tài nhưng Chang Ho cũng là một người chính nghĩa, anh đã không đồng ý nhận vụ này. Chuẩn bị rời đi thì ngài thị trưởng đã gọi anh lại và nói ra sự thật. Ông ấy muốn Chang Ho nhận vụ án, sau đó âm thầm điều tra kẻ đứng sau sự việc này, chính là một gián điệp hai mang. Tiếp đó ngài thị trưởng đưa ra một túi tiền coi như một phần thù lao. Ông ấy nói nạn nhân và ba tên đó đều là thành viên của một tổ chức thượng lưu tên là Nile River. Nếu xử lý được vụ này thì Chang Ho sẽ nổi tiếng khắp nơi. Ngày hôm sau anh đã đến gặp ba tên đó, ở tù mà như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Chúng đã đưa cho anh một sấp tài liệu, chỉ cần làm theo như trong đó là được. Đúng lúc này thì một tên trong đó đã nghe được tin xấu. Công tố viên đã nhận được thông tin rằng camera hành trình của chiếc xe gây ra tai nạn đã có người giấu đi. Đó chính là bằng chứng buộc tội ba tên này. Cảnh sát đang không ngừng truy tìm đoạn phim đó. Sau đó chúng đã bảo Chang Ho ra ngoài. Nhưng trước đó anh đã cải máy nghe lén, liền nghe được thông tin đoạn phim hiện đang trong tay vợ của tên bác sĩ. Chang Ho liền lập tức cùng ngài thị trưởng đến tìm cô ta. Vừa tới nơi đã thấy người vợ suýt bị sát hại. Quá hoảng sợ mà còn bị tra hỏi, cô ta đã đưa đoạn phim đó. Tất cả cảnh giết người đã bị Chang Ho nắm giữ, nhưng kẻ đằng sau sai khiến chúng vẫn chưa tìm được. Bên này Mi Ho vẫn đang đợi anh về, dù rất giận nhưng cô vẫn quan tâm đến chồng mình. Ngay lúc đó có người bấm chuông, cứ tưởng chồng mình đã về nhưng không ngờ người đến là chủ nợ của anh. Vì quá hạn trả tiền nên họ đã đến thu giữ tài sản. Lại một lần anh khiến cô nổi điên. Về đến nhà thấy vợ mình đang rưng rưng nước mắt, anh rất xót xa. Chưa kịp nói gì mà Mi Ho đã muốn cho anh đăng xuất khỏi trái đất luôn. Nhưng thấy chồng mình đem tiền về, cô đã phần nào nguôi giận. Đúng là ngày vui nhất là ngày có tiền. Trong phòng ngủ, hai vợ chồng đang bàn về kỷ niệm ngày cưới sắp tới. Mi Ho bảo hiện tại nhà đang nợ nần nên chỉ cần về nhà nướng thịt ăn là được rồi.
Nghe xong anh rất buồn và tự trách, nhưng sau đó Miho đã an ủi chồng mình bằng một cái ôm, và thế là họ, vì cơm áo gạo tiền sáng hôm sau Trang Ho đã ra một quyết định táo bạo, nếu suôn sẻ thì trở nên giàu có còn không thì trở thành người nổi tiếng. Anh đã đến dinh thự của một người, kẻ này là ông chủ của ba tên đã sát hại nạn nhân, hắn cũng là người đứng sau việc đó chỉ là không có bằng chứng để bắt hắn thôi. Trang Ho đã lấy ra đoạn phim tống tiền gã này luôn, thì ra đây là kế hoạch của anh bắt hắn phải mua lại đoạn phim này với giá cao, nếu không anh sẽ phát tán nó ra bên ngoài. Nhưng có vẻ hắn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, hắn lại cười rất khoái chí. Mày biết tao là ai không mà lại đến đây tống tiền vậy? Thấy chuyện không thành, Trang Ho đã chuẩn bị phương án 2, chính là phát tán nó ra để những kẻ xấu bị bắt. Anh sẽ trở thành người nổi tiếng vì dám đối đầu với giới thượng lưu. Quay lại lúc đầu phim, sau khi cho vợ bất ngờ, trong kỷ niệm ngày cưới Trang Ho đã lên đường đi gặp công tố viên, với mục đích giao đoạn phim đó ra. Nhưng trước đó đã bị người ta bỏ thuốc vào nước, đầu óc quay cuồng đã làm anh xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Tuy là máu me đầy mình nhưng các cụ gánh còng lưng nên anh không thể chết được. Tập 1 của Big Mouth đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần review phim của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.